kính chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị lần thứ tư Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ, kêu gọi thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm của vùng. Tỷ lệ doanh nghiệp châu Âu được hưởng lợi từ EVFTA tăng từ 18% lên 27% so với năm ngoái, cho thấy còn nhiều cơ hội cho doanh nghiệp châu Âu phát huy hiệu quả hiệp định tự do này. Bắc Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, khiến tiêu thụ điện ở Hà Nội lập kỷ lục trên 106 triệu kWh vào ngày 9 tháng 8, cao nhất trong lịch sử. Và sau đây là thông tin chi tiết. Ngày 10 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo triển khai nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách phát triển thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với thành phố về kết quả phát triển kinh tế xã hội và thực hiện nghị quyết 98. Các ý kiến tại cuộc làm việc đánh giá, nghị quyết 98 của Quốc hội đã được triển khai với tốc độ nhanh, trong đó có nhiều cơ chế chính sách phát huy hiệu quả ngay, đóng góp tích cực vào kết quả kinh tế xã hội của thành phố. Cụ thể, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,46%, cao hơn gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng hơn 10%, thu ngân sách nhà nước tăng gần 14%. Nhiều công trình dự án trọng điểm của thành phố được đẩy nhanh tiến độ. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, việc Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo triển khai thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự quyết liệt hành động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã rất nỗ lực cố gắng đạt được những kết quả hết sức tích cực, cũng như đã cùng các bộ ngành chủ động, linh hoạt trong thực hiện nghị quyết 98, tạo tiền đề, nền tảng để phát triển thành phố nhanh, mạnh, bền vững. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần chủ động, tích cực. Nếu vượt thẩm quyền thì đề xuất cấp có thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với nhau trong tổ chức thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Đặc biệt, thành phố cần thực hiện tốt 6 tiên phong để phát huy các cơ chế chính sách đặc thù hiệu quả hơn. Cái tiên phong thứ nhất là trong đổi mới tư duy, phát triển đồng bộ, toàn diện, bao trùm tổng thể, hiệu quả bền vững, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể. Tiên phong thứ hai là trong chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh và chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế ban đêm, kinh tế chia sẻ. Tiên phong thứ ba là trong phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, lập nghiệp. Cái tiên phong thứ tư là trong phát triển các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao. Tiên phong thứ năm là trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia hàng đầu trong các cái lĩnh vực trọng tâm, các ngành hành mới nổi. Tiên phong thứ sáu là trong thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau. Thì có lẽ là chúng ta cùng nhau làm 6 cái tiên phong này. Thủ tướng cũng giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho thành phố Hồ Chí Minh, trong đó phấn đấu tăng trưởng năm nay đạt 7,5-8%, sớm thành lập tổ chuyên trách nhằm tháo gỡ kịp thời những vấn đề vướng mắc phát sinh, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án lớn, trọng điểm, tập trung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền trong xử lý công việc. Cũng trong ngày 10 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ đã chủ trì hội nghị lần thứ tư của Hội đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh nỗ lực của các bộ ngành và địa phương liên quan giúp Hội đồng vùng hoàn thành 3 nhiệm vụ quan trọng được giao sau hội nghị lần thứ 3. Đó là đã bổ sung quy hoạch bến cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài theo phương thức đối tác công tư. Quốc hội đã ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc Trơn Thành - Gia Nghĩa. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực và sự trách nhiệm của lãnh đạo, nhân dân và doanh nghiệp của vùng Đông Nam Bộ với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, đổi mới, đạt những kết quả quan trọng, đóng góp vào thành quả chung của cả nước. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong quá trình phát triển của vùng, như tăng trưởng kinh tế vùng 6 tháng chỉ đạt gần 5,6%, thấp hơn bình quân cả nước, chất lượng tăng trưởng chưa thực sự bền vững, liên kết vùng còn thiếu chặt chẽ.
Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương trong vùng rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra để phấn đấu hoàn thành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, quyết liệt triển khai công tác quy hoạch, rà soát các điểm nghẽn và vướng mắc về pháp lý trong thực tiễn để cùng các bộ ngành đề xuất sửa đổi, đặc biệt là luật đầu tư công. Nói tóm lại là tôi đề nghị các ông chí tập trung cho ba cái đẩy mạnh. Cái đẩy mạnh thứ nhất là giải ngân vốn đầu tư công để dẫn dắt và thu hút cái nguồn lực đầu tư toàn xã hội cho cái phát triển của chúng ta nhanh và bền vững. Cái thứ hai là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cái ứng dụng vận dụng hiệu quả cái cuộc cách mạng khoa học 4.0 mà tập trung vào các cái ngành mới nổi, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, rồi các cái lĩnh vực mà đang phát triển như là chip bán dẫn, như là trí tuệ nhân tạo, như là điện toán đám mây, như là hydrogen. Chúng ta phải đi trước một bước cái này. Cái thứ ba là đẩy mạnh cái đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia hàng đầu để chúng ta tạo cái động lực mới, góp phần thực hiện một trong ba cái đột phá chiến lược Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương trong vùng. Thủ tướng giao các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi tích hợp, lồng ghép các cơ chế chính sách, trong đó có các chính sách huy động nguồn lực, tạo điều kiện để đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng, nhất là các tuyến cao tốc, quốc lộ. Vào chiều ngày 10 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tình hình, triển khai dự án xây dựng nhà ga hành khách T3, sân bay Tân Sơn Nhất và dự lễ khánh thành hầm chui mới trước cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là lần thứ ba Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm kiểm tra trực tiếp tại công trường dự án. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các cơ quan liên quan, chủ đầu tư, Tổng công ty Cảng hàng không ACV, các nhà thầu trong triển khai dự án bù lại tiến độ bị chậm trước đây và đặc biệt là 3.000 công nhân đang lao động hăng say trên công trường. Thủ tướng yêu cầu ACV tập trung nhân lực phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi, vượt nắng, thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thi công 3K4 kíp, làm việc xuyên lễ Tết, xuyên ngày nghỉ, thi công bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, không để xảy ra lãng phí tiêu cực, đặc biệt là hoàn thành đưa dự án vào khai thác vào dịp 30 tháng 4 năm sau, chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhấn mạnh thời gian thi công chỉ còn hơn 7 tháng, Thủ tướng đề nghị các cơ quan chỉ đạo quyết liệt hơn, giám sát chặt chẽ hơn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Thủ tướng cũng lưu ý cần tập trung hoàn thiện các hệ thống kỹ thuật công trình, bảo đảm đồng bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư các hệ thống quản lý, giám sát thông minh, tự động để tạo thuận lợi cho người sử dụng và giảm nhân lực vận hành, đầu tư các hệ thống sử dụng năng lượng xanh, thông minh như điện mặt trời mái nhà, đồng thời hoàn thiện sớm hệ thống cây xanh, cảnh quan sân vườn, sân đỗ, đường giao thông. Thủ tướng giao Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai, hoàn thành các tuyến giao thông kết nối giữa công trình và hệ thống đường đô thị, bảo đảm kết nối đồng bộ, tránh ùn tắc. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với thành phố và các bộ ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến đất quốc phòng để bố trí các tuyến giao thông, cảnh quan khu vực nhà ga T3 và khai thác hiệu quả sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời bảo đảm thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ thông xe gói thầu số 9, gói thầu xây dựng hầm chui nằm ngay trước cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, thuộc dự án xây dựng một tuyến đường mới kết nối trực tiếp với nhà ga T3, đồng thời phát động đợt thi đua 130 ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành thông xe toàn bộ tuyến đường vào cuối năm nay. Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa của dự án trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, cho thấy quyết tâm cao và tinh thần tấn công, chỉ bàn làm, không bàn lùi của thành phố. Cảm ơn người dân đã nhường mặt bằng, nơi ở, nơi sinh kế cho dự án. Đánh giá cao quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh trong giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng đề nghị thành phố rút kinh nghiệm tốt từ dự án này để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đang triển khai, góp phần phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh. Sáng ngày 10 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dự hội nghị công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Nam Định. Đây là một trong ba địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 1 tháng 9 tới, Nam Định sẽ còn 9 huyện, 175 xã, giảm 52 đơn vị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh Nam Định trong sắp xếp đơn vị hành chính với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, bài bản, chắc chắn, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Hoan nghênh Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành hai nghị quyết về miễn thu một số phí, lệ phí, hỗ trợ cán bộ và người hoạt động không chuyên trách dôi dư, nhấn mạnh sắp xếp đơn vị hành chính là để tạo ra không gian mới cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để tạo đồng thuận trong thực hiện, có phương án quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, không được để lãng phí, hoang hóa. Cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trên tinh thần quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm, quyết làm để có sản phẩm cụ thể. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định vào sáng ngày 10 tháng 8. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Nam Định có vị trí chiến lược quan trọng trong vùng đồng bằng sông Hồng, nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ. Nhiều năm liên tiếp là tỉnh dẫn đầu về chất lượng giáo dục và quản trị dịch vụ công trong thực hiện thủ tục hành chính. Toàn tỉnh Nam Định hiện có 14 khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, hiện đã triển khai được 2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Điều này cho thấy Nam Định đang đi đúng hướng, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp chất lượng cao. Các khu công nghiệp mở ra không chỉ giải quyết việc làm cho người dân mà còn tạo sản phẩm mới cho tỉnh và tăng thu ngân sách. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nam Định quán triệt, thực hiện hiệu quả chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Đề nghị Nam Định khẩn trương triển khai các luật mà Quốc hội đã thông qua tại kỳ họp thứ 7, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại những chỉ đạo sâu sắc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi về thăm làm việc với tỉnh năm 2017, rằng Nam Định đoàn kết hơn nữa, phấn đấu vươn lên và không được thua kém tỉnh khác. Đến năm 2030, vùng đồng bằng sông Hồng sẽ trở thành vùng có công nghiệp hiện đại, tiệm cận mức thu nhập cao. Đây là mục tiêu đặt ra tại quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, các địa phương của vùng đang tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, dòng vốn chất lượng cao, tăng trưởng mạnh trên toàn vùng. Nhà máy này sản xuất bảng mạch điện tử và sạc không dây dùng cho ô tô, xuất khẩu sang Hàn Quốc, Mỹ và Ấn Độ. Từ một nhà máy đầu tư ban đầu, doanh nghiệp đã tăng lên 3 nhà máy với tổng diện tích 24.000 m², khi thấy đầu tư tại Việt Nam hiệu quả cao. Chúng tôi tự động hóa hoàn toàn dây chuyền sản xuất. Chúng tôi hài lòng vì kỹ sư Việt Nam đủ khả năng thực hiện các yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao. Năm ngoái, doanh thu công ty đạt 210 triệu đô la Mỹ, năm nay tiếp tục tăng 30%. 7 tháng đầu năm, Vĩnh Phúc đã cấp mới 33 dự án, điều chỉnh 28 dự án với tổng vốn đầu tư 7 tháng đã vượt kế hoạch cả năm. Đặc biệt đã thu hút được những dự án đúng trọng tâm, trọng điểm. Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm 2024 thì Vĩnh Phúc đã thu hút được một số dự án đầu tư lớn, dự án sản xuất linh kiện điện tử BHFlex tăng vốn 45 triệu đô, dự án Kit Composition tăng vốn 37 triệu đô. Các địa phương khác của vùng đồng bằng sông Hồng cũng đạt tăng trưởng thu hút đầu tư ấn tượng. 7 tháng, Bắc Ninh đứng đầu cả nước với tổng số vốn gần 3,2 tỷ đô la Mỹ. Nổi bật có dự án công nghệ cao từ tập đoàn Amkor Technology có vốn điều chỉnh trên 1 tỷ đô la Mỹ. Quảng Ninh đứng thứ hai với kết quả thu hút gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Còn Hải Phòng, tỷ lệ của các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao đạt trên 93%. Các nhà đầu tư thì có năng lực về tài chính cũng như năng lực về quản lý cũng như vận hành các dự án. Ví dụ như là tại thành phố Hải Phòng thì đã thu hút được các cái nhà đầu tư trong tập đoàn LG góp phần nâng cao hơn nữa đi vào mặt chất lượng và mặt công nghệ hơn nữa của tập đoàn, và nó gắn chặt hơn với lại cái quá trình mà hiện đại hóa, công nghiệp hóa của thành phố. Với quy hoạch thu hút đầu tư rõ ràng cho từng địa phương, toàn vùng đồng bằng sông Hồng hướng đến mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn vùng GRDP bình quân khoảng từ 9 đến 9,5% một năm đến năm 2030. Từ đó, thu nhập bình quân đầu người sẽ cải thiện đáng kể. Sau 4 năm kể từ ngày có hiệu lực, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA đã mang lại những tác động rõ rệt với xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu, tăng vọt từ 35 tỷ euro vào năm 2019 lên tới hơn 48 tỷ euro vào năm 2023. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, xuất khẩu của EU sang Việt Nam chỉ tăng từ 11 tỷ euro lên 11,4 tỷ euro trong cùng kỳ. Phải chăng các doanh nghiệp châu Âu chưa được hưởng lợi từ EVFTA nhiều như phía Việt Nam?
Trên thực tế, mới đây nhất khảo sát chỉ số niềm tin kinh doanh BCI của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm cho thấy EVFTA đã mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp châu Âu, đồng thời củng cố sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư từ châu lục này. Tập đoàn sản xuất và phân phối các sản phẩm rượu vang và rượu mạnh này đã hoạt động tại Việt Nam được 12 năm. Sau 4 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, không khó để nhận thấy những tác động tích cực của hiệp định này đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam. Thuế suất đối với rượu vang và rượu mạnh thì cũng được giảm rất là nhiều. Hiện tại thì thuế suất đối với rượu vang đang là 50% và rượu mạnh là 45%. Thì thuế suất này sẽ được giảm về 0% trong vòng 7 năm khi mà thực hiện cái Hiệp định Thương mại Tự do này. Những cái hướng dẫn, những cái quy định, những cái thủ tục về việc xuất nhập khẩu nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều. Khảo sát gần đây nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Eurocharm tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp châu Âu được hưởng lợi từ EVFTA đã tăng lên 27% so với 18% vào năm ngoái. Những lợi ích mà EVFTA mang lại cho các doanh nghiệp châu Âu không thể hiện nhiều ở tăng trưởng xuất khẩu, mà ở khả năng tiếp cận thị trường, mở rộng chuỗi cung ứng, cải thiện tính minh bạch trong kinh doanh và khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn. Đây đều là những yếu tố củng cố sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư trong dài hạn. Cần lưu ý rằng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang EU chủ yếu là hàng nông sản và các sản phẩm tương đối đơn giản. Trong khi đó, hàng hóa châu Âu xuất khẩu sang Việt Nam thì hầu như phức tạp và tiên tiến hơn về mặt công nghệ, nên cần thời gian lâu hơn để tiếp cận với thị trường Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam cũng có quy mô nhỏ hơn, nên việc được hưởng lợi nhiều hơn từ EVFTA là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng các công ty châu Âu sẽ ngày càng có chỗ đứng vững chắc tại Việt Nam, nơi người tiêu dùng đã sẵn sàng hơn cho các mặt hàng tiên tiến của châu Âu. Ngoài tác động cơ học thuần túy đối với thương mại, EVFTA thực sự đã thúc đẩy, củng cố mối quan hệ hợp tác ngày càng phức tạp giữa hai bên, đặc biệt là trong chuyển giao công nghệ và đầu tư. Các doanh nghiệp châu Âu hy vọng có thể đồng hành cùng quá trình tăng trưởng và hiện đại hóa nền kinh tế của Việt Nam. Việc sớm phê chuẩn EVIPA sẽ càng củng cố sự hiện diện và cam kết lâu dài của các nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam. Bước vào năm thứ 5 thực thi Hiệp định EVFTA, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu mong đợi thủ tục hành chính tại Việt Nam sẽ tiếp tục được đơn giản hóa và thống nhất các tiêu chuẩn để Hiệp định Thương mại Tự do này ngày càng phát huy hiệu quả, không chỉ với các doanh nghiệp lớn mà cả với các công ty có quy mô vừa và nhỏ muốn đầu tư vào Việt Nam. Trong phần tiếp theo của bản tin, ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam mùng 10 tháng 8 mang chủ đề thắp sáng tương lai nhằm huy động nguồn lực giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam xoa dịu nỗi đau. Ấn tượng người nghệ sĩ dành 15 năm sáng tác một khối lượng đồ sộ những tác phẩm tranh cát động nhằm lan tỏa những bài học về gìn giữ và quảng bá văn hóa dân tộc. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý, Bắc Bộ, Trung Bộ đang trong đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 8 ở thủ đô Hà Nội là gần 39 độ C, khiến tiêu thụ điện tăng cao, thiết lập kỷ lục mới. Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, sản lượng điện toàn thành phố ngày mùng 9 tháng 8 đã lên tới mức 106,14 triệu kWh, cao chưa từng có trong lịch sử. Trước đó, mức tiêu thụ điện lớn nhất là 103,3 triệu kWh vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Dự báo sang ngày 11 tháng 8, nắng nóng ở Bắc Bộ kết thúc, còn Trung Bộ tiếp tục chịu tác động của hiệu ứng gió phơn Tây Nam gây thời tiết khô nóng. Nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất 45-50%. Nắng nóng ở Trung Bộ còn kéo dài nhiều ngày tới, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Tại Việt Nam, dự báo lũ đầu nguồn sông Cửu Long trong tháng 8 này sẽ tiếp tục cao hơn cùng kỳ năm ngoái, từ 20 đến 60cm. Kết hợp với chiều cường lên cao hơn trung bình mọi năm, có thể sẽ gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp, ngoài đê, bao các tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long như An Giang, Đồng Tháp. Tuy vậy, các khu vực đầu nguồn sông Cửu Long đang hưởng lợi từ những sản vật mà thiên nhiên ban tặng. Tại thời điểm này, các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xuất hiện nhiều đặc sản mùa nước nổi, trong đó cá linh, sản vật mỗi năm chỉ có một mùa, được nhiều người tìm mua. Hôm nay, trời vừa hừng sáng, bà Tuyết đã bắt đầu sơ chế mớ cá linh non. Theo bà con tiểu thương, đây là số cá linh thiên nhiên đầu tiên được nhập về chợ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trong mùa nước nổi năm nay. Chỉ trong một buổi sáng, khoảng 20 kg đã được khách hàng đặt mua. Do số lượng ít nên giá cá còn khá cao.
Sớm à, hôm nay có sớm. Năm ngoái tầm 7 mới có. Nước nhiều thì cá nhiều à. Giá thì dao động cũng như vậy thôi. Đầu mùa thì cá cắt sẵn là khoảng 300 ngàn. Cá linh cái mùa vị nó cũng đặc trưng của nó cũng thơm. Mà khách ở đây thì người ta ưa chuộng, năm nào cũng tới mùa nước nổi nó mới có cá này, chứ bình thường thì không có. Không riêng gì khu chợ này, mà ở thời điểm hiện tại, không quá khó để chúng ta tìm thấy những mớ cá linh như thế này được bày bán ở các khu chợ vùng đầu nguồn sông Cửu Long. Bên cạnh cá linh, các loại sản vật mùa nước nổi khác như rắn, lươn, cua đồng, tôm sông cũng dồi dào và xuất hiện nhiều hơn tại các chợ. Bước đầu tháng 7 âm lịch đó anh, tôm nó đổ về nhiều lắm, tôm sông thiên nhiên luôn nha. Tôm sông là lúc nào nó cũng thích hết. Rồi con tôm nuôi thì dạng như là người ta cũng ăn nhưng mà nhu cầu ít thôi. Còn tôm sông có là nhà hàng hoặc là khách hàng ta ăn, ta mua hết trơn. Theo dự báo, năm nay mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ ở mức cao hơn năm ngoái và trung bình nhiều năm. Nước về giúp vệ sinh đồng ruộng, bồi đắp phù sa, diệt trừ cỏ hại. Người dân sống bằng nghề khai thác thủy sản ở vùng đầu nguồn cũng có cơ hội tăng thêm thu nhập bởi cá tôm cũng sẽ về theo con nước. Trong kháng chiến chống Mỹ, có khoảng 4,8 triệu người Việt Nam đã bị phơi nhiễm chất độc hóa học, khoảng 3 triệu người là nạn nhân, trong đó có nhiều người ở thế hệ thứ hai, thứ ba. Ngày 10 tháng 8 hàng năm đã được chọn là ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Chủ đề của năm nay là Thắp sáng tương lai, nhằm kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ các nạn nhân bằng những việc làm thiết thực nhất. Chiến tranh chẳng ngại hy sinh, nỗi đau thảm họa tự mình vượt đau. Người cựu thanh niên xung phong Trần Thị Thu luôn tự nhắc mình như vậy để cố gắng vượt qua những đau đớn từ vết thương trên cơ thể. Bà cũng không cô đơn bởi luôn có đồng đội ở bên. Năm ngoái, ngôi nhà này của bà đã được chính quyền địa phương xây dựng từ nguồn lực của các doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp. Xây nhà cho trên 50 nạn nhân mà cái điều kiện ăn ở khó khăn, hỗ trợ cho họ từ 5 đến 70 triệu để xây dựng những cái ngôi nhà khang trang hơn. Bên cạnh đó, trên khắp cả nước, các trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng các nạn nhân chất độc da cam dioxin cũng đang nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành. Từ 5 năm nay, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cũng tổ chức các hoạt động cải thiện chất lượng sống cho nạn nhân chất độc da cam dioxin tại 8 tỉnh bị phun rải nặng là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh. Sắp tới đây, hoạt động hợp tác này sẽ được mở rộng thực hiện tiếp tại 3 tỉnh là Cà Mau, Bạc Liêu và Quảng Ngãi. Huy động các nguồn lực để phải chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân để vươn lên, để thoát nghèo, để tạo sinh kế và được cái nguồn lực để chăm khám chữa bệnh cho nạn nhân. Ai cho tôi 1.000 tôi cũng xin. Nhiều nghìn ấy chúng tôi sẽ giúp đỡ được nạn nhân. Nhiều nghìn ấy chúng tôi sẽ thắp lên cái tia hy vọng cho sự sống của nạn nhân. Hiện nay công tác hỗ trợ các nạn nhân đang còn gặp nhiều khó khăn do nguồn lực trang thiết bị, cơ sở vật chất còn rất hạn chế. Việc huy động các nguồn lực xã hội sẽ vô cùng cần thiết để những nạn nhân da cam dioxin, những người lính và con cháu những người lính giảm bớt nỗi đau và có điều kiện cải thiện cuộc sống. Theo truyền thống, dịp tháng 7 âm lịch hàng năm là mùa lễ Vu Lan. Đây là ngày lễ quan trọng trong Phật giáo để mỗi người tưởng nhớ công ơn cha mẹ tổ tiên. Ngày 10 tháng 8 tại chùa Tam Chúc, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam đã tổ chức Pháp hội Vu Lan báo hiếu năm 2024. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng thực hiện các nghi lễ truyền thống Phật giáo như nghi thức tụng kinh sám Vu Lan, sám mục liên và phát nguyện tinh thần theo Đức Phật. Nghi thức dâng hoa cúng giảng, nghi thức cài hoa hồng để tưởng nhớ đấng sinh thành. Đây là dịp để mỗi người sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, gửi gắm tình cảm và báo đáp công ơn cha mẹ. Vu Lan năm nay thì với cái ý nghĩa để các bạn trẻ tham gia đông, các bạn học sinh sinh viên của các trường tham gia, cái mục đích để các bạn dành thời gian, cái thời khắc tĩnh tâm để hướng về cội nguồn, hướng về hai đấng sinh thành. Ngày nay, lễ Vu Lan không đơn thuần chỉ là lễ hội của Phật giáo mà đã trở thành một lễ hội văn hóa tình người, có ý nghĩa giáo dục truyền thống hiếu nghĩa, đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt. Những nét vẽ tưởng như đơn giản trên một chất liệu mộc mạc giản dị nhưng lại chứa đựng những giá trị mỹ thuật và khả năng mang lại cho người xem những tác phẩm nghệ thuật sống động.
đó là nghệ thuật tranh cát động, một môn nghệ thuật còn tương đối mới mẻ nhưng đã tạo được nhiều thiện cảm cho công chúng. Bằng tình yêu của mình với những giá trị lịch sử và văn hóa Việt Nam, 15 năm qua, một người nghệ sĩ đã miệt mài sáng tác ra một số lượng tác phẩm tranh cát động khổng lồ, đem lại những bài học nhân văn sâu sắc về việc gìn giữ và quảng bá văn hóa dân tộc. Cái nghệ thuật tranh cát là gì? Cát, ánh sáng và đôi bàn tay. Để truyền tải những câu chuyện và thông điệp ý nghĩa, thách thức trí tưởng tượng và khả năng ứng biến của người nghệ sĩ. Thoạt đầu thì mình cũng là một trong khoảng 3 người ở Việt Nam là tự tìm hiểu cái bộ môn này, cái loại hình nghệ thuật nó phi truyền thống. Những cái hình ảnh chuyển động nó biến hóa theo cái câu chuyện. Họa sĩ Nguyễn Thế Nhân đã có 15 năm theo đuổi nghệ thuật tranh cát động. Anh hiện đang giữ kỷ lục Việt Nam về lĩnh vực này với hơn 1.000 tác phẩm thực hiện về đề tài lịch sử, văn hóa, xã hội Việt Nam được trình chiếu rộng rãi trên nhiều kênh sóng. Tất nhiên là cái quá trình để mà nó hoàn thiện thì chưa có trường lớp nào dạy mà cũng chẳng có ai dạy cho mình cả, nhưng là tất cả đều phải mày mò. Đằng sau những cái tác phẩm của mình nó là những bài học. Ví dụ như là các đài đặt tôi về đề tài lịch sử, tôi phải dành rất nhiều thời gian để tôi nghiên cứu. Ví dụ như trận Chi Lăng, cái đầu tiên tôi phải tìm hiểu là cái ải Chi Lăng nó như thế nào, quân ta cái thời đó trang phục ra làm sao, cưỡi ngựa như thế nào, binh khí như nào. Đấy là những cái chi tiết đơn giản thôi, nhưng mình phải tìm hiểu, nó càng sát với thực tế càng tốt. Mỗi một tập phim để cho mình cảm nhận được, mình hiểu được cái lịch sử. Hoặc khi làm về văn hóa, văn hóa là những cái điệu chèo này, dân ca quan họ này, hay là bây giờ đang làm về làm nghề, thật sự là có những cái tôi chưa nghe bao giờ. Bây giờ khi làm rồi mình mới vỡ ra là, à nó là như thế. Chính đấy là mình mới thấy là cái tầng sâu vân của cái văn hóa Việt. Một điều đặc biệt là những hạt cát mà Thế Nhân sử dụng được lấy từ chính quê hương Nam Định của anh. Chính những hạt cát này đã theo anh đi biểu diễn tại các sự kiện quốc tế lớn. Trong cái hội nghị APEC tổ chức ở tại Đà Nẵng, tôi được trình diễn một cái tiết mục giới thiệu đến khách quốc tế là gì? Cái nghệ thuật chăm. Những cái vị nguyên thủ quốc gia họ xem rất chăm chú và họ mình thấy họ vỗ tay. Hay là cái hội nghị về phòng chống thiên tai các nước khối ASEAN mở rộng thì cũng mời mình truyền tải một cái thông điệp về phòng chống thiên tai. Điều đó là tôi cảm thấy là rất là hạnh phúc. Khi tác phẩm của mình đã được công chiếu ở trên rất nhiều cái kênh, cái mà điều làm cho mình tâm huyết tức là đây chính là những cái đóng góp để quảng bá cho cái văn hóa Việt. Và bản tin thời sự của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại. Để có thể theo dõi trực tuyến những nội dung của kênh VTV4, quý vị có thể truy cập website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go có trong kho ứng dụng Google Play hoặc App Store. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.